đưa ra 1,3 triệu lấy hơn 1,1 triệu. Chị bị bắt hả? Đúng rồi, mà nhớ mình đâu vượt đèn đỏ đâu, chắc là vượt đèn đỏ vừa mới bàn bàn chuyển sang đỏ của mình chạy đi luôn á. À. Nó bắt lại nó lấy hết 1,1 triệu luôn. Dạ hả? Chắc không biết có tiền. Chị có cái ấy không? Chị có cái biên bản không? Dạ. Có cái biên bản không? Không, không có làm biên bản. Không có biên bản hả? Tụi nó lấy ít thôi chứ lấy gì quá trời, quá đất đi chợ mấy bữa ở gom hơn 1,000 của người ta. Dạ hả? Hôm nay mình quay trở lại chỗ mấy mẹ con chị Yến để thăm lại mấy mẹ con. Ủa, kéo áo nó xuống. Kéo áo bé xuống. Ai gửi hàng đây là chị? Không biết ai tặng nữa. Vậy hả? Dạ. Khui ra thử đi, chắc người ta đem lại. À, số điện thoại của anh Khoe đúng không? Dạ. Đúng rồi. 9818 49 493. Chắc là... chắc là Mạnh Thường Quân người ta gửi á. Rồi chị Yến biết chăm con chưa? Dạ, mấy nay cũng có người ta tới để chỉ quá chừng. Dạ. Dạ. Chú đâu rồi? Chú ở nhà đâu rồi? Dạ, chú nó đi ra ngoài rồi. Dạ. Cô khỏe ha? À, cô khỏe. Ô, khóc kìa, không, nó không có chịu nằm. Nó không có chịu nằm chị Yến ơi. Bỏ vô cái giọng á. Ô, vừa đặt xuống cái la kìa. Anh Khoe là đi làm cô ha? Dạ làm. Cái quạt này là người ta mới tặng đúng không? Dạ. Người ta mới tặng. Cô nằm đi cho khỏe. Ngồi hả? Dạ. Dạ. Hôm nay nhiều đồ đạc quá ha, xe lăn rồi quạt, tivi. Chú đi đâu rồi? Đi rồi. Chú đi ra ngoài hả? Đi ra ngoài. Dạ, dạ. Gặp cảnh sát giao thông đó. Bữa gặp cảnh sát giao thông đó, hồi nãy gặp cảnh sát giao thông. Đi đâu về chú? Đi mua đồ, ngày trong nổ này chờ, sắp nổ rồi. À. Đi lẻ vô. Thế đi mua đồ về nấu ăn hả? Nấu ăn gì nấu ăn. Ủa là cái thùng vậy? Ờ, đồng đây nè. Bộ gặp cảnh sát giao thông mới cướp hơn 1,1 triệu. Cướp tiền trên tay. Đưa ra 1,3 triệu lấy hơn 1,1 triệu. Chị bị bắt hả? Đúng rồi, mà nhớ mình đâu vượt đèn đỏ đâu. Chắc là vượt đèn đỏ vừa mới bàn bàn chuyển sang đỏ của mình chạy đi luôn á. À. Nó bắt lại nó lấy hết 1,1 triệu luôn. Dạ hả? Chắc không biết có tiền. Chị bị bắt ở đường nào? Quên tên đường. À, ở quận nào? Ở quận, nói chung là bữa hôm mà làm giấy khai sinh á. Ừ. Là bữa ngày 18 tháng nay là tháng 9. À. 18 tháng 9 thì bắt. Chị có cái ấy không? Chị có cái biên bản không? Dạ. Có cái biên bản không? Không, không có làm biên bản. Không có biên bản hả? Tụi nó lấy ít thôi chứ lấy gì quá trời, quá đất đi chợ mấy bữa ở gom hơn 1,000 của người ta. Dạ hả? Ở chị có xin không? Dạ. Người ta bắt lại chị có xin không? Thì không hiểu sao mà chắc vượt đèn đỏ hay sao á. Ủa vượt đèn đỏ thôi chứ nếu mà nói chung là cũng không biết nữa, nó kêu bắt lại nói em vi phạm vượt đèn đỏ. Rồi hả? Giờ sao thôi. À, thôi bỏ qua. Ừ. Trời ơi. Bó tay thiệt chứ. Mất hết 1,5 triệu hả? Đi chợ mấy bữa. À. À, chị đi chợ gần đây vậy bắt hả? Không, ý là làm giấy khai sinh nè, đem 1,5 triệu. Đi làm giấy khai sinh ở đâu? Đem theo tiền mặt. Trời ơi, hoàn cảnh éo le lại gặp chuyện gì đâu nữa rồi. Chắc buồn ngủ rồi á chị Yến. Yeah. Bật quạt lên cho mát. Ở đây Mạnh Thường Quân đến cho gạo quá trời nè. Yeah, cho nhiều lắm, người ta đến thông lắm. À, gạo rồi mì rồi ha. Yeah.
Rồi Mạnh Thường Quân có cho tiền không? Dạ, dạ cũng có. Rồi tiết kiệm nha. Dạ, tiết kiệm sử dụng. Cố gắng. Ừ. Nghe nói mấy hôm trước có anh người yêu cũ đợt trước rồi gọi điện lại cho chị hả? Không, chia tay. Chia tay rồi. Dạ, cũng hả. À. Rồi có ai có hỏi sinh con không? Dạ không. Có à. cũng có mấy người họ gọi điện nhưng mà em không cho, không có ôm con nuôi luôn. Đúng rồi, phải đẻ nuôi đi chứ sao mà cho được. Con của mình đẻ ra mà. Có thì nhiều Mạnh Thường Quân người ta thương. Người ta hỗ trợ thì mình nuôi đi chứ. Anh Khoe đi làm chiều mấy giờ mới về chị Yến? À, 4 giờ mấy 5 giờ mới về. 4 mấy 5 giờ là chiều là về rồi. Nhưng mà ảnh làm có khi uống cà phê với bạn á thì sao. Rồi chị đi chợ chưa? Một xíu nấu ăn hay là sao? Chút nữa chắc em mới nấu được. À. Ai gửi quà vậy chú? Ai gửi cái thùng đồ vậy? Chả biết là ai nữa nè. Dạ hả? Không có biết gì trơn á. Nên lại ra nó gửi vậy thôi, không biết ai à. Đâu có tên tuổi gì đâu. Cũng không có tên ha. Không có tên tuổi. Chắc hồi nãy gửi vô không có chị Yến ở nhà hả? Không, đóng cửa đi rồi. Ủa nãy chị Yến đi đâu? Chợ. Rồi bỏ con ở nhà vậy hả? Không, em đi xíu về. À rồi. Bỏ gì lâu. Rồi thấy cảnh sát giao thông hả? Sợ quá nên đợi nó đi, không dám đi. À, bị ám ảnh hả? Đúng rồi. Cái đó là cái mã đơn á chú. Chắc là người ta gửi quà cho mấy mẹ con chị Yến á. Đúng không? Đúng địa chỉ không? Chú gọi anh Khoe thử có phải cái hàng đó không? Dân Hồ Châu. Nếu có dân Hồ Châu rồi con về. Dạ đúng rồi chú rồi đó. Chắc là gửi cho chú á, gửi cho nhà chú á. Ba ký. Mà không biết cái gì trong đây. Kể nó. Dạ. Chú gỡ cho táo ra chi. Có cây quạt kia nó mát không chú? Quạt nước á. Không biết xài. Không biết xài hả? Nhưng mà anh Khoe anh xài được chưa? Chắc được rồi chứ anh. Chắc được rồi tại vì anh Khoe đem về mấy hôm nay rồi mà. Mà đâu có xài gì đâu. Không xài hả? Hay là tiết kiệm điện. Quạt thử coi nó làm sao chứ mà không biết gì chứ. Quạt đó là của một cô ở quận 3 tặng á, còn mới luôn á. Nguyên hộp luôn đó. Không có thấy là hướng dẫn cách sử dụng sao, không thấy gì chứ. Dễ mà, mình cắm điện vô rồi có nút nguồn á, bật nguồn lên rồi bấm là nó chạy thôi. Nguồn nút quá. Dạ. Quá. Anh Khoe cái chắc mấy cái chuyện đó anh Khoe anh biết. Nghĩ chứ mà không thấy cái mòn luôn. Nó chưa biết cái công dụng nó thế nào. Dạ. Gạo đây chị để lên cao chứ mất công nó ẩm á nhân. À, đúng rồi ta. Ừ. Gạo là phải có cái bịch ni lông á hoặc là kê cái gì lên chứ để lâu quá là nó bị ẩm mốc ở dưới. Không nói em không biết. Ừ. Phải kiếm mấy thùng mấy cái ghế. Rồi mấy hôm nay là có nhiều người lại chỉ cách ôm con rồi hả? Dạ. Có khách người ta cũng đến là chỉ. À. Chị ôm cho đúng cách chứ nó bị ảnh hưởng đến xương sống á. Tại vì trẻ sơ sinh mà xương còn non á. Ôm cho đúng cách. Em thì con trai không có rành nói chuyện này nên cũng không có chỉ cho chị nhiều.
Hình như là buồn ngủ rồi sao mà cửa ngoài mấy người. Hay là chị ôm nó không thoải mái á. Chị ôm nó thoải mái kìa, nó mới chịu. Nóng nực nữa. Cái đầu móp hết rồi. Khóc nữa kìa. Ở đây là thuộc đường Nhị Bình 8, xã Nhị Bình, chạy trên đường Bùi Công Trừng ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Các bạn đi sẽ gặp cái nhà của hai mẹ con chị Yến ở đường Nhị Bình 8, chạy thẳng vào khoảng 200-300 mét. Ở bên tay trái có cái nhà, có cái cổng, có hai con chó, có cái hẻm nhỏ, chạy thẳng vô là thấy. Thôi con nghỉ khỏe nha. Hôm nay con xuống con thăm nhà mình. Cảm ơn cháu nha. Dạ. Anh Khoe chiều đi làm cái gì hả chú? Tới 6 giờ về tới. Dạ.